Đến thời điểm hiện nay, thống kê về số người bị mắc và khỏi bệnh COVID-19 trên cả nước là rất lớn. Tuy nhiên, có một thực tế khiến nhiều người băn khoăn và lo lắng là tại sao có những người rất dễ bị nhiễm COVID-19 với các triệu chứng rất nặng. Đặc biệt, sau thời gian khỏi bệnh thì sức khỏe bị giảm sút đáng kể. Trong khi đó, có người thì chỉ trải qua các triệu chứng nhẹ, thậm chí là không bị nhiễm COVID-19. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện ghi nhận tại tỉnh Nghệ An. Anh Nguyễn Minh Tuấn là người đã từng tiếp xúc gần với nhiều trường hợp F0, kể cả trong gia đình và ở công ty nơi anh làm việc. Kể từ khi tiếp xúc với các F0, anh Tuấn đã test nhanh COVID nhiều lần nhưng kết quả đều âm tính. Cũng chưa bao giờ có cái cảm giác là bị mệt mỏi hay là mất mùi. Trong gia đình bị thì tôi cũng đi test chứ mà cũng cứ một vạch. Nó tốn tiền test nhiều quá nên dường chả test nữa mà không chả thấy có triệu chứng gì cả. Mà anh em toàn bộ cái xưởng ấy là cũng coi như là cũng bị hết rồi. Cũng trừ mình thôi là không bị. Tôi mới có tiêm có 2 mũi vaccine thôi. Có thể là trong quá trình đó thì cơ thể có thể là đang sức đề kháng đang rất tốt. Và cái tiếp xúc nó ấy thì cái virus nó vẫn chưa xâm nhập vào cơ thể được. Cho đến thời điểm hiện nay thì chưa một cái công trình nghiên cứu khoa học nào hoặc là có một cái đề tài hoặc bài báo nào viết nói rằng người có bệnh cái gen như thế này như thế kia thì là không bị nhiễm COVID-19 cả. Vâng, nên vì vậy cái câu nói là bất tử là ta nói cho nó vui thôi. Trái ngược với anh Tuấn, bà Lài bị mắc bệnh COVID-19 và đã khỏi bệnh hơn 1 tháng nay. Nhưng giờ sức khỏe của bà bị giảm sút đáng kể. Cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi, khó ngủ và không khỏi chứng ho khan. Mặc dù bà Lài cũng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Người nói chung là mỏi mệt. Ngày mà chưa bị COVID, ngủ từ lúc hơn 10 giờ là bà ngủ rồi. Nhưng mà giờ có bữa 2-3 giờ sáng bà vẫn ngủ. Không có đi bệnh viện để kiểm tra mở máu về lên. Lấy huyết áp thì huyết áp cũng bình thường, mở máu thì cũng có cao hơn một chút thôi. Thì bác sĩ nói là khả năng là cũng có hậu COVID gì và là có bệnh nền về sức khỏe gây ra. Tại tỉnh Nghệ An, tính từ đầu mùa dịch đến nay, ghi nhận hơn 480.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 447.000 ca khỏi bệnh. Trong số đó, số người có biểu hiện chứng hậu COVID-19 chiếm tỷ lệ khá lớn. Với các triệu chứng ảnh hưởng đến sức khỏe kéo dài, khiến nhiều người lo lắng. Đối với những người mà sau khi bị COVID thì cái tổn thương mà bây giờ theo các cái nghiên cứu trên thế giới, các cái tổn thương về tim mạch, về thần kinh, về các cái vấn đề khác nữa. Hậu COVID là tức là gì? Sau khi tôi bị COVID rồi thì những cái triệu chứng đó nó cứ dai dẳng từ khi tôi bị COVID cho đến khi kéo dài. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới người ta nói là bây giờ là phải kéo dài sau 3 tháng thì người mới tính đó là hậu COVID. Chứ không phải là cứ sau khi tôi bị COVID xong thì nói là tôi bị cái này là nói là hậu COVID không đúng. Cũng phải tìm các nguyên nhân khác chứ không tất cả những cái đổi cho hậu COVID cả. Tức là phải loại trừ hết tất cả các nguyên nhân gây ra cái tình trạng đó. Theo khuyến cáo của ngành y tế, những trường hợp bị triệu chứng hậu COVID-19 nên đến các cơ sở y tế, chuyên khoa khám để được tư vấn điều trị. Không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, tránh gây ra các biến chứng khó lường, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được dành ít phút để phản ánh những thông tin về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sau khi các trường học tại Hà Nội mở cửa trở lại thì tình trạng học sinh vi phạm giao thông đang có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là các tình trạng thanh thiếu niên ngang nhiên đi xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hay là không đội mũ bảo hiểm, thậm chí là phóng xe với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Tại trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trước giờ vào lớp buổi sáng, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh đi xe máy phân phối lớn, vượt quá quy định pháp luật cho phép. Và thậm chí không đội mũ bảo hiểm. Điều này không chỉ gây nguy hiểm đến bản thân các em, mà còn khiến không ít người xung quanh cảm thấy lo lắng. Riêng tuổi trẻ mà nó đi như thế rất bị nguy hiểm. Vì nó tăn ga cái dòng, có khi nó không có đèn. Thì gây cho những người mà lớn tuổi đi thì hay bị kiểu có thể xảy ra tai nạn. Mà trẻ bây giờ thì cái học thức nó học đường là chính. Chứ còn thì nó học với cái luật lệ giao thông thì nó ai nó hướng dẫn, kể cả nhà trường có hướng dẫn, đúng không? Nhưng mà cái đấy là vẫn không phải là nghi thức của chúng nó học hành. Cái đấy thì thực ra là chỉ do phía gia đình thôi, chứ trẻ con thì không thể là tự do mà có tiền để mua được. Cái đấy thì hoàn toàn là do phụ huynh, và một số người thì vẫn cảm thấy cái việc đấy là chuyện bình thường, cũng có một tí hơn các bạn bè chẳng hạn về được đi xe máy thì cho nên sẽ tỏ vẻ ra sẽ nó sẽ hơi có một chút là gọi là thể hiện bản thân quá.
Các chuyên gia giao thông cho rằng, việc giáo dục trẻ em để làm quen và tiếp cận với giao thông hiện đã được quan tâm và đưa vào nội dung học của các trường, nhưng vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là với những lứa tuổi có sự trưởng thành nhất định về thể chất nhưng lại chưa đủ chín chắn về mặt nhận thức. Cái môn học thì bây giờ chúng ta gọi là môn an toàn giao thông thì đã có dạy rồi, nhưng mà tất nhiên là cũng không bài bản, bởi vì các cái thầy cô giáo mà dạy về an toàn giao thông bây giờ cũng không phải là các thầy chuyên môn, cho nên là cũng ghép các thầy dạy về vấn đề công dân thôi, giáo dục công dân và dạy luôn. Là về cái giấy phép lái xe thì chúng ta chưa triển khai, nhưng cũng phải yêu cầu các cháu phải có kiến thức an toàn giao thông. Bên cạnh giáo dục tại nhà trường thì theo quy định tại Nghị định 100 năm 2019, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên sẽ bị phạt từ 400 đến 600.000 đồng. Đồng thời, xử phạt từ 800.000 đến 2 triệu đồng đối với chủ xe khi giao xe hoặc để người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong tuần qua cả nước xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông, làm chết 105 người, bị thương 133 người. Cảnh sát giao thông 63 địa phương đã phát hiện xử lý hơn 54.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền hơn 48 tỷ đồng, tước hơn 7.000 giấy phép lái xe. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới. Thưa quý vị, kênh Nước Đen là một trong những điểm đen về ô nhiễm môi trường tồn tại gần 20 năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 năm nâng cấp, cải tạo, dòng kênh đã hồi sinh với diện mạo mới, góp phần thay đổi bộ mặt, cảnh quan và môi trường, cuộc sống của hàng ngàn hộ dân xung quanh cũng thay đổi hẳn. Đây cũng là một trong số 5 công trình trọng điểm được thành phố Hồ Chí Minh khánh thành và đưa vào sử dụng trong tháng 4 này nhằm chào mừng 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Như quán cà phê này, khi dọn về đây 2 năm rưỡi trước, do môi trường ô nhiễm nặng, đường xá sình lầy, tối tăm nên chỉ đến 6 giờ chiều là phải đóng cửa vì không có khách. Nhưng kể từ khi kênh được cải tạo, cảnh quan được chỉnh trang, mặt đường được sửa chữa, nâng cấp thì khách đến rất đông, mở bán cả ngày, thu nhập tăng lên. Lúc mà chưa cải tạo thì nó cửa sổ tối còn không dám mở ra nữa. Mở ra thì nó hôi đâu có chịu nổi. Dân họ đóng hết cửa đây lại nên con đường này nó vắng lắm, tệ nạn rất là nhiều. Mà từ khi con kênh được cải tạo, lòng kênh thì được nạo vét sạch sẽ. Hai bên bờ kênh thì kè chắc chắn, lan can thì rất là an toàn, là đường cái đường đi bộ nó gần 1 mét, cho nên chiều hay sáng người dân đi bộ rất là đông, tập thể dục rất là đông, và đèn đường thì sáng, bây giờ thì người dân mở cửa hết ra bên này cho nên rất là sầm uất. Hồi xưa cái kênh Nước Đen này nó hôi thối lắm, hai bên đường là nó đất mà nó cũng chưa có được xây dựng được cái lan can này đâu, dân thì tối khoảng 5-6 giờ không dám đi đường này đâu, rất là phức tạp. Rồi là tình trạng là ẩm thấp, rồi nó mùi hôi thối, mỗi lần nắng á, là một cơn gió là ọc vô rất là hôi. Sau khi mà được nhà nước, đảng với nhà nước quan tâm mà cải tạo được cái con đường này rồi á, cái thứ nhất là nó thông thoáng, là cái thứ hai là dân tôi sáng đi tập thể dục, tối đi tập thể dục, rồi là bà con rất phấn khởi. Kênh Nước Đen chảy qua khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, đến khu vực cầu Tham Lương, quận 12, từ nhiều năm qua là điểm đen về ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt, sức khỏe của người dân cũng như mỹ quan đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Để có được dòng kênh sạch đẹp, khang trang như hiện nay, đơn vị thi công đã gặp không ít những khó khăn. Mặt bằng thi công là chật hẹp, công lưu lượng giao thông thì lớn, nên là công tác thi công vừa phải đảm bảo an toàn trong quá trình thi công mà vừa phải đảm bảo công tác giao thông khu vực được thông suốt. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí thì vẫn còn chưa được giải phóng mặt bằng, nên là một số hạng mục là chưa được thi công đồng bộ. Thì trước đây cái kiện kênh này là thường xuyên và ngập úng và gây ô nhiễm môi trường. Con kênh được hoàn thiện thì cuộc sống cải tạo cuộc sống bà con rất là nhiều. Dự án nâng cấp cải tạo đường và kênh Nước Đen đoạn từ cống Hộp hiện hữu đến kênh Tham Lương khởi công quý 1 năm 2020, chiều dài toàn tuyến khoảng 1,4 km, bề rộng mặt cắt ngang 40 m, với tổng vốn đầu tư 629 tỷ đồng.
Đây là một trong những công trình được thành phố Hồ Chí Minh khánh thành và đưa vào sử dụng trong tháng 4 này nhằm chào mừng 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.